Hi, chào anh em vào chia sẻ lương mình nhập từ đủ chỉ đáng rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Bản cập nhật update mới nhất của server US tiếp tục các bạn ạ, rồi update liên tục. Đó là update về thời gian. Giờ nước Mỹ thì họ có cái sự điều chỉnh khá là thú vị. Tức là trong năm thì mình nhớ không nhầm, mình lần trước 30 xu hồ bạn là đổi, hình như là đổi hai lần trong một năm các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ nó đã đổi thành cái giờ đúng giờ Việt Nam, lệch đúng 12 giờ so với giờ Việt Nam. Giờ server các bạn nhìn đang là 10 giờ 59 phút ban sáng. Đấy, thì Việt Nam đang là 10 giờ 59 phút ban đêm các bạn ạ. Đấy, rất là dễ để theo dõi rồi đúng không? Mình nghĩ rất là dễ để gọi là, hoặc là đua bốt đua biết thì tính toán nó cũng dễ hơn rất là nhiều rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc cuộc đua Omega Duco. Và mình hiện tại đang 3 sao. Rõ ràng là so với những người khác trong server thì đây là một con số khá là không được cao đúng không? Nó thấp, này nó thấp. Tuy nhiên so với một số người khác thì lại là một con số mà mình nghĩ là nhiều người mong đợi rồi. Ở 3 sao thì kém gì so với nhiều người khác, đó là nó không có cái khả năng, tức là nó không có cái bộ có cái kỹ năng là kỹ năng bất tử đấy các bạn ạ. Đấy, đúng không? Tức là nó không hồi sinh được các bạn. Đấy, sau khi chết thì nó phải được hồi sinh cơ. Đấy, đây là kỹ năng gọi là nội tại các bạn nhá, là bị động, tức là không làm gì cũng được đúng không? Đấy. À, với điều kiện là phải có hơn 3 con tư chất 14. À nhưng hình như là mình làm quái thì có hơn 3 con tư chất 14 nhỉ. Nên là cũng thôi cũng không thua lắm các bạn ạ. Nhưng dù sao 4 sao thì nó vẫn khỏe hơn là 3 sao. Vì 4 sao thì máu miếc rồi các thứ cái gì nó cũng khỏe hơn các bạn ạ. Nên là nếu như mà nâng lên được 4 sao thì sẽ rất là thú vị đúng không? Và video clip này chắc chắn là mình sẽ cố gắng nâng lên 4 sao. Vì chỉ cần có 80 mảnh nữa các bạn ạ. Mà mình đang có 40 mảnh Omega Duo và ít nhất là 30 mảnh, 35 mảnh vạn năng rồi đúng không? Mảnh vạn năng này thì vừa mới có sự kiện Halloween. Đấy, kiếm rất là ngon. Nên nói chung mình thấy anh em server S60 thì rơi vào cái thời điểm Halloween này rồi là cuối tháng đầu tháng này thì mình thấy rằng nó rất là được gọi là dễ dàng để lâng cho cái đội hình thực chiến nó lên nhanh. Lâng nó lên nhanh. Eo đen ghê, eo 3 phát không ra cái gì rồi các bạn ạ. Tao thử mở cái này xem. Chả có nhé. Đúng không? Chả nhẽ ông ấy lại mở một phát 5-7 lần. Đen vai mở 3 lần rồi nó liên tục không được các bạn ạ. Rồi như thế 3 lần này lại phải được đúng không? Đấy, tỷ lệ hiện tại vẫn là 1-1 các bạn nhá. Mình chơi là phải có lãi đúng không? Có khi nào tờ lú lại chịu lỗ. Rồi mình ăn liền 5 cái rồi các bạn ạ. Đấy đúng không? Cái mở cái dương cái ra nó sợ ngay thôi. Nhưng mà như này thì vẫn gọi là lãi được có 1-1 lon đúng không? Cái này mình nhớ là phím rồi. Auto ra tính năng phím thì mình mở sau. Mình nhớ là level hơn 60 phải. Mình nhớ là như vậy thì nó mới mở ra tính năng phím. Còn bây giờ thì tất nhiên là chưa có rồi. Đèn phết đấy các bạn, đèn đấy. Rồi ok, khá đen này thì mình mới mở cái này nhá. Tỷ lệ cái dương này là cái dương hội, là dương hội quán chiến các bạn ạ. Không phải dương hội quán chiến mà là dương boss hội quán. Đấy, khi tham gia đánh boss hội quán thì mới được nhận cái dương này. Thông thường thì đánh một con boss nó nhả ra khoảng 3 đến 4 dương này. Đấy. À, tức là bạn đánh 3 lần này nó nhả ra khoảng 3 đến 4 cái hộp này. À, mình thấy có ra rất là nhiều vật phẩm ngon. Trong đó thì có hồn hiệu ôn sách của ta đâu. Ui, 3 vé cà phê kim cương. Không hồn hiệu ôn sách rồi. Vé cà phê kim cương cũng là một vật phẩm ngon đúng không? Nhưng so với hồn hiệu ôn sách thì đúng là không thể sánh bằng được đúng không? Eo hôm nay bập bốc đen ghê. Thật sự tối hôm nay mình mở hơi bị đen đấy. Tay chân không biết tối ông làm cái gì nhá. Thật sự đen cực luôn các bạn ạ. Tại thế ông ấy điên nên ông ấy mở cho mày bằng lãi thôi. Thực ra từ nãy giờ là mình cũng tỷ lệ thì nó hơn 50-50 một xíu đấy. Đấy. Nhưng mà nó cũng gần như 50-50 thì ăn thua rẻ. Đúng không? Người ta toàn tỷ lệ 70-80%. Ông tỷ lệ 50% thì ăn thua gì? Ôi, nó còn dưới hơn 50% bọn này. Đây là dương boss luôn các bạn ạ. À, gọi là đồ ăn boss luôn, chỉ dành cho boss luôn. Boss tựa những con tư chất 14 ấy. Mở đúng 5 ngày nữa các bạn nha, lỗ lai phải chịu. Đúng không? Mình không thể chịu lỗ rồi. Thôi, gọi chung một rõ hề hề rồi đúng không? Đen gì nhỉ? Ấy! Cái này là dương gì không biết nữa. À, đây là dương gì à? Thức tỉnh không? Thiên phú, đúng không? Dương thiên phú. Tầm này dương thiên phú thì quý rồi. Đây là đồ ăn đây. Phải lâu bấm thì lung tung hết cả lên. Cái này tăng phần trăm máu ấy. Nhưng mà đây là phần trăm công này, đúng không? Nói chung thì mỗi cái có một cái hay.
Thôi mình sẽ lâng cái này trước các bạn nhé. Để lâng cái phần trăm máu ấy đi. Cho hàng trước có châu chấu tí. Chính là con Omiarugo ấy cho nó châu lên tí. Đúng không? Đấy các bạn nhìn nó tăng mấy phần trăm chưa? Đúng rồi. 6% máu đúng không? 1%. Ngon. Quả này cũng hình như cũng tăng phần trăm hay sao ấy. À đây là tỷ lệ đỡ đòn đúng không? Ok ok quá ngon. Cứ từ từ thôi nhá. Đây là tinh thể. À, bản này thì mình thấy cái cũng khá là hay. Nó là mỗi ngày nó giới hạn 20 lần quay nhanh và 20 lần quay đơn. Đấy. Cũng khá hay đúng không? Không cho công bấm nhiều. Không cậy công nhiều kim cương công bấm nhiều. Nhưng mà thực ra thì mình thấy là nó gọi là làm cho chúng ta gọi là từ khi mà có cái gì có giới hạn ấy, thì sẽ làm cho chúng ta háo hức hơn thôi. Đấy, chứ nó cũng không có nhiều ý nghĩa. Vì mình quay 20 lần quay thường thì không nói làm gì rồi nha, nhưng mà quay 20 lần quay nhanh ấy. 20 lần quay nhanh thì nó cũng rất là dễ để dùng hết 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 cái lượng này thôi. Đấy, các bạn cứ tính mà xem. Mỗi lần là 100 đúng không? 20 lần thì 2000 đấy đúng không? Làm sao mà đủ tinh thể được? Vì sau thì chắc là đủ chứ bây giờ thì chắc chắn là thiếu không thể đủ được. Vừa rồi mình mở hết cả xương tích từ 3 4 ngày này là mà có đủ đâu. Đúng không? Được có mấy trăm, 200-300 ăn gì. Đấy, công thức của cái này thì mình khỏi tính nhá. Đấy, các anh em có nâng cảm giác nó được thì là được. Đấy, thực ra cái đang ở cái level thấp này thông thường được hết. Đấy, đây là cái auto nó lựa chọn cho mình các bạn. Và mình nghĩ thế là nó lựa chọn là hợp lý rồi. Lựa chọn hợp lý. Cái này mình chọn luôn đi. Cái này tất nhiên là không chọn rồi. Cái này chọn luôn. Rồi ok. Thôi còn để hôm khác bấm. À, chúng ta cũng đảo qua một chút sự kiện nha. Đây là cái sự kiện ngoài này là mở trứng vàng. À, đập trứng. Nạp kim cương nhận trứng. Sau đó thì lấy búa đập trứng. Chính xác hơn mình sẽ nói là nạp kim cương để nhận búa. Sau đó lấy cái búa để đập trứng. Đập trứng thì mở ra vàng. Và cái lượng vàng của nó thì khá là ít ỏi. Không nhiều nhưng không ngon. Ở đây vẫn là sự kiện nạp tích lũy để lấy Terry. Mình chưa làm nhưng không thể có nút claim được. Làm từ 2 hôm trước rồi thì mèo miếc thôi đúng không? Đây là lên level thì nhận lại lợi tức. Đấy, tối đa nhận lên 8.000, chẳng biết mình nhận mấy nghìn rồi. Nhưng mà đến tận level 90 nó mới hết cơ, đúng không? Đây là sự kiện gì? Đây là sự kiện nó gọi là đổi hồn triệu hồn sách các bạn ạ. Mình khuyên các anh em không nên tham gia. Bên Việt Nam mình xem mãi rồi đúng không? Đúng là lỗ đấy. Nhớ có nhiều sự kiện mà. À đây. Sự kiện ngày đây các bạn này. 40 lần vượt tháp này. Đây là tiêu 135 kim cương này. Đúng không? Tiêu hay nạp? Tiêu. Đúng không nhỉ? Tiêu hay nạp? Recharge là nạp chứ nhỉ? Ok ok. Quên. À share một lần này mình chưa share. Gì đã share các bạn nhé. Quên này đúng không? Đây là mảnh tư chất 13 các bạn nhé. Ấy, mảnh tư chất 13 tầm này là ngon đấy. Server cũ tất nhiên là công trả thèm rồi đúng không? Server mới của tôi là ngon đấy. Ok, sự kiện này chơi được. Có cả kim cương được cơ mà. Đúng không? Kim cương thì ai mình chả thích. Đây là vượt màn chính để nhận thưởng. Đúng không? Main là màn chính các bạn nhé. Còn Elite là màn khó. Ấy, mỗi lúc học được thêm một vài thứ mới chả hay à? Tưởng cuối của nó là mảnh tư chất 15. Cũng được đúng không? Đây mảnh tư chất 13 cũng được. Đây là đồ với lưng đặc. Rồi cũng được, mình nghĩ là quét màn khó. À màn thường cũng được, tí dùng thể lực quét màn thường sau. Đây là mua thể lực, cái này thì không chơi. Tốn kim cương, mày cứ bòn rút kim cương. Rồi cái này là quay dương trang bị còn một ngày thôi. Mình nghĩ là ai fan của team hồi máu thì chơi thôi. Lời đấy các bạn ạ, lời đấy. Quay cái đấy là lời đấy. Mình làm gì bây giờ nhỉ? À đang bảo lưng ôm nhà Google đến 4 sao mà. Trầu lắm. À đây nút này. Envon là tăng sao của bạn nhé. Thức tỉnh này đúng không? 40 cái luôn thì nghĩ ngợi cái gì. Tôi chả nghĩ gì. Lâng 4 sao nghĩ gì. Tiếc cái gì đúng không? Lâng 5 sao thì còn bảo từ từ. 4 sao thì ngay mà luôn các bạn ạ. Phát lâng lên level 40 luôn. Đây các bạn nhìn thấy. À, đây là máu được hồi lại nha. À hình như là trên trận có 4 võ sĩ hay là phe ta nhỉ? Đọc lại. Được kháng các hiệu ứng này khi bị giết này. À nếu có hơn
có hơn 3 voxy ở cả hai bên, ở cả hai bên both sides đúng không? Đấy, nó bảo cả hai bên các bạn ạ, ngon đúng không? Cả ngon thì mình sau khi chết thì mình sẽ được hồi 50% nộ này, rage là nộ này, nộ khí đấy. Còn đây là chết thì sẽ được hồi 32% máu. Ok, thì công chết thì tôi đúng không? Công chết thì tôi 66.000 là được diễn rồi. Đấy đúng không? Ok. Lâu chơi ngày trước thực ra là mình chẳng cần phải đọc gì đâu đúng không? Làm gì cũng nhớ. Lâu chơi đúng không? Lâu chơi. Quên. Rồi mình sẽ quẩy từ dưới quẩy lên các bạn nhé. Ngày hôm nay đánh trận nào đâu? Hôm qua không biết quẩy mấy trận. Ghê không? Ông Cao Ri ông Việt Nam mà ông giết giết tôi ghê không? Đấy, lòng smart auton này đánh mình thì đã không nói năng gì rồi đúng không? Thì hôm nay mình sẽ tiêu diệt lại. À đây chính là thằng smart auton này đúng không? Láo quá. Nó cậy mình chưa có Omega 4 sao mày 3 sao mày dám láo thế. Nó full tím cộng 1 các bạn ạ. Tím cộng 1 nó được cái hồn lực đúng không? Tím cộng 1 nó cũng đúng nhỉ. Tím cộng 1 nó có hồn lực hay sao ấy? Mình nhớ là hay là tím nó có hồn lực nhỉ? Con tím của mình con Xiaomi đôi à con Xiaomi đôi cộng 1. À con này cũng có hồn lực, con này cũng có hồn lực. Tím cộng 1 nó có cái gì nhỉ? Mình nhớ là có cái gì đấy rồi. Tự nhiên lại quên nhỉ. Mình nhớ là tím cộng 1 nó có hồn lực. Tự tìm ấy. Là những nhưng mà thôi kệ nó nha. Đây. Ok mình không nhớ đúng không? Nhưng mà mang tím cộng 1 được lên cái gì? Mình nhớ là tím là có hồn lực rồi. Tím cộng 1 nó cái gì? Vào đánh với Smart Autumn này, lực chiến ngang nhau xem ai hơn uy. Bạn lại hơn uy mình rồi. Nhưng mà bạn thì chỉ có 3 sao Omega Ruggles thôi các bạn ạ. Đúng không? Tuổi gì? 80 mảnh vạn năng của ta. 10 mảnh vạn năng ở cái điểm đầu của em này nó rất là quý. Nó không lông bông như là cái đoạn cuối game đâu. À nó không gọi là rẻ giống như đoạn cuối game đâu. Đấy, tầm này là mảnh vạn năng rất là quý đấy. Ngoài đam tốt thế. Nó chơi đòn bẩn nó đòn đánh hàng sau ở cái tay sửa mát Outen này mình nhớ rồi. Hôm trước cũng gặp cũng ăn hành rồi, hôm nay là ăn hành tiếp rồi. Đúng không? Đánh kiểu đánh hàng sau chơi rất bẩn. Chơi rất bẩn các bạn. Chết thằng hàng sau. Nhưng mà mình sẽ không được hồi sinh được các bạn ạ. Ôm Google ông kia ông ấy còn không được. Ông kia ông ấy còn không được gọi là kháng hiệu ứng các bạn ạ. Ui gấp vai. Ui đam 92 100. Như là NPC gọi là cái gì nhỉ? Nó gọi là bot này đúng không? Đàn to, mình nghĩ ôm nhau Google 4 sao là cân hết. À sao đau thế? Thằng khỉ đánh đau ấy. Rồi, đụng đòn chết tôi. 3 con cơ, mình có 2 con này, 2 con này nhìn với nhau thì con thua. Ok, con thua, con thua. Khó quá, nó lại không có hồi máu, mình sẽ đánh con nào mà không có hồi máu. Đấy, đúng không? 2 thằng này mãi không có nộ này. Ông ấy điên đâu, điên hết bây giờ. Đúng không? Ui chui, thằng này chỉ đánh cái gì? Thằng này chỉ giết mấy con vớ vẩn thôi các bạn ạ. Ui dồi, Omiaru nó cân hết các bạn ạ. Cái 4 sao nó phải khác biệt chứ đúng không? Ui lại còn stun nữa. Stun này nó cướp bỏ con... Nó cướp bỏ con gì đấy? Con Andy đúng không? Cướp bỏ con Andy. Để chết ngay cái gì đâu. 4 sao nó khác biệt ngay. Một mình cân pin các bạn ạ. Ê, ông nào lại lại vừa đánh lại này. Cay ác lạ Mr. Link. Mr. Link ông còn 58.000 đâu đánh cái gì? Em có 58.000 người ta đánh hẳn với ông sao gần 68.000 như này. Đấy, DC hôm qua mình thua ở trận đúng không? Vào anh không không hình được rồi. Hôm nay thì xem đánh như nào nhá. Eo đội hình copy của mình thì sao ấy? Ông ấy ông copy mình y hệt các bạn ạ. À đâu khác 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 con Kyo chơi gì con Kyo ông ấy tham con gì sao? Mình cho các bạn thấy con Kyo nó phế như nào. Đấy, Kyo mày có đam đấy. Rồi, tôi chết tôi rồi, để con Xiaomi nó nộ rồi. Con chết chết con Mai rồi. Đau quá nói chung, tầm này còn hôn nhau rồi, đấm đau lắm mà.
mặc dù nó chỉ là một con vị nhãi nhép nhưng mà phải nói là nó đấm siêu đau luôn. Thôi cái gì đi từ si thắng rồi, cho con Xiaomi bên đối bạn này nó tỏa sáng đúng lúc, còn chấm máu mà nó không chết đi, cảm giác ngoái. Hy vọng là mình đánh trúng phải con Xiaomi bên đội bạn, à không, con Athena bên đội bạn ấy thì nó sẽ được hồi máu, còn đâu thì nó giết hết được các bạn ạ. Cái này hồi nộ, à giảm, sao nó lại có cái gì nhỉ, giảm nộ bên đối phương là của con nào ấy nhỉ, đội bạn làm quái có con nào giảm nộ. Con đang đứng tầng sau con Omega rùa, con chết chắc cả hai bên, chả đứng gì nhìn mình đỡ đòn nhiều ạo, không có chết đấy các bạn ạ. Nào giết đôi con đi, cố gắng hồi hồi tí máu đấy ấy đúng không, mày giết ấy đúng không. Mình bảo rồi nó trâu lắm, tăng kia vô kia đánh thì sáng mai cũng chết được, mỗi lần ông đánh hết còn 300-400 máu này đến bao giờ. Cái con này lại còn bị giảm độ nữa đúng không, giảm độ nữa. À thì thế mà nó có nội thì chết tôi rồi. À có block, block đỡ đòn đấy. Ui, vẫn chết, ui. Thì quá nó lại có hồi máu ấy. Thôi rồi thua thua, ông chơi bẩn, ông chơi hồi máu thì tôi thua. Thua. Để đánh có 200-300 máu, 3 sao đúng không? Mình nhà mình đựng dự định lần con lôi lên 4 sao. 4 sao nó mới có giảm công như này. Để đang kiếm ở trong cái shop này này, nhưng mà mình phải từ từ đúng không? Mấy ngày. Rồi đây. Đúng không, nhưng mà có mấy ngày cứ từ từ, nói chung cứ cụ từ. Ôi cái gì nhỉ, đánh nữa thì gọi là ma thêm nhục vào người rồi các bạn ạ. Đấy, phát nhục vào người thôi, chỉ tầm này chưa ăn tua được đúng không. Đấy, các bạn với cả phát trước vừa rồi đội bạn công nhận cũng hên. Con Xiaomi của DC rất là hên các bạn ạ. Đấy, xem mình chỉ di phép cái lại nhá. Gzim à, Gzim 71. Ui, nhưng mà mình sợ nhất là thằng BR Xiaomi này các bạn này. Đây đúng không, đây mọi người xung đứa chuẩn các bạn này. Đẹp vai luôn, có cả Robert luôn. Mình mà thích thì mình rất là mong là được thay cái con gì của mình bằng con đấy nhá, thay con Athena bằng con đấy được đúng không. Robert nó úp chí mạng cho, nó úp tăng công cho ngon vai à, mà nó 4 sao. Ước gì mình như anh ấy có cân lực chiến cao đâu các bạn đúng không, đỗ nó đánh được luôn. Hôm qua mình đánh không đánh được, hết xui ạ. Còn Green này thì đội hình mình nghĩ nó hơi lung tung đúng không, nó hơi lung tung. Thực ra đoạn đầu xem vừa mới nó thế thôi thì nó cũng được, nhưng mà được các bạn có thấy lực chiến rất cao đúng không, lực chiến rất cao, uy lực rất cao luôn, uy lực cực cao luôn. Mình thì đánh từ ngày xưởng ngày xưa thì không nổi tiếng với gọi, nhưng mà nổi tiếng với cái gọi là uy lực cực thấp nhưng mà uy lực cực cao thật. Chưa bao giờ ác nào mình đánh mình gọi là lâng uy lực cao, mặc dù là mình biết cái lâng uy lực cao bạn nhá, nhưng mà mình không thích đánh hơn uy lực, nghe chừng nó làm cái lợi thế nhiều quá. Đấy, mình thì mình thích thắng vì chiến thuật hơn là vì sức mạnh của Omega đan phô thế. Đây là con Xiaomi bên mình, nó còn chưa có vẹo, à nó còn chưa được tung nộ đấy các bạn nhá. Nó mà có nộ chắc nó cắn chết hết đúng không, tăng 20% công thì kinh lắm, quá dễ xịt quá, quá quá tuyệt vời. Dễ xịt để đỡ đòn, à dễ xịt để chống cự đúng không, vẫn lốc mẹ đỡ đòn. Đấy, hồi nộ liên tục nhé cưng, quánh một Omega Rugal ấy, giết một Omega Rugal ấy rồi. Đấy đúng không, còn hai con kia chỉ phẩy phẩy nhẹ là nó chết các bạn. Đấy thằng này đam nó có được quá nhiều. Đấy, đúng không, mày kích nộ, kích nộ à, hồi tốc nộ bàn thờ luôn. Mình nâng con này hồn lực cực cao rồi đấy các bạn ạ, mình nâng con này hồn lực 12-13 rồi đấy, tầm này thì nó cực cao rồi đấy, cậu không phải cười đâu đúng không. Đấy lại có lỗ luôn như này. Đấy, các anh em thấy thế nào, bảo rồi mà lại đội hình của Green chỉ mình nghĩ chỉ đánh xe vàng là sướng đúng không, đánh xe vàng là thích, đánh được trương thì không ăn thua các bạn, không ăn thua ok thôi đúng không. Mình cũng ngang ngang với VR stream này gì đâu đúng không, nhưng mà thôi cứ canh 20:59 thôi chứ cái gì nhỉ, tí nữa công như online công đánh lại ngay tầm xe vừa mới, tầm mới mới này làm sao mà chắc chân được đúng không, làm sao mà chân được. Nhưng mà còn lâu thì mới đến 20:59 vì bây giờ mới có hơn 10 giờ mà, à hơn 11 giờ sale giờ server các bạn nhá. À hôm nay là quét màn chính nhưng mà anh em chú ý là vẫn phải làm tí màn khó nhé, nhất là màn khó 3 lần đúng không, đuổi mình 2 lần thêm lần nữa không 3 sao các bạn ạ, khó. Đấy, còn đâu chủ yếu quét màn chính các bạn nhá. Đấy,
lên màn chính thì để lâng cái gì, để kiếm đồ tăng đẳng. Mình lấy ví dụ con này mình phải cho lên đẳng nữa chứ chỉ dừng lại ở đây à, không bị dẫm chân tại chỗ dẫm à, đúng không? Đấy rồi còn để tăng level nữa mà không biết, không biết đến level bao nhiêu nó mới cho qua. À cái chap 11 này nó có một cái là có cái màn con Umiaru cực kỳ khó qua luôn. Mình không nhớ ngày trước mình qua kiểu gì nhỉ, hình như cứ chầy cối ăn may một trận, ăn may một trận đội bàn nó đánh lỗi lỗi à đâu, nó máy nó lỗi lỗi thì mình qua hay sao. Những ải này mình nhớ khó quá lắm. Con Omega Google đánh phát chết hết bây giờ này. Thấy chưa? Cứ one hit one kill này ai sống được với nó. Omega Google có khi phải hồi nộ, à có nộ thì mới thắng được. À thì nó yếu nhỉ. Thế này nó yếu thật đấy. 3 sao thì tất nhiên là không thể rồi. Vượt được man để đánh những ải tiếp theo là hạnh phúc lắm rồi. Ôi, con này yếu thế nhỉ. Ơ sao ngày trước mình nhớ con này đánh khó lắm các bạn ạ. Chắc có cái sư phụ ở đây rồi đúng không, thì nhà nó sợ. Đúng thật các bạn ạ. Có sư phụ ở đứng đây rồi đúng không, thảo nào nó sợ là phải đúng không. Omega cơ mà vô tuổi gì đúng không. Đấy thế này thôi đúng không, các anh em đừng có chê. Đánh được như này là giỏi lắm rồi đấy. Mở cái level mới chưa? À chưa đấy, mình nhớ là chưa mở được đâu, là 50 mà. Quét quét màn thường thì gọi nhé, à quét không thì gọi như là quét chay đấy nhé. Đấy còn nâng được hay không thì kệ, tức gọi tích lũy nguyên liệu rồi. Sau này còn dùng nhiều đấy đúng không? Đấy, nhiều đấy. Chứ mình là gần full đẳng rồi, có mỗi còn một con chưa full nữa. Mình xem đã mở ra tường mới nhá. Mở đi, biết đâu là con robot. 5 lần nữa rồi thôi. Thôi hai hôm nữa thôi, tạm thời hôm nay hẹn các anh em thế đã nhá. Đấy, hôm nay đánh bằng PK đấy các bạn ạ, nhưng mà từ đây mình để offline mình đánh các bạn, thật sự cái gì nhỉ, đánh quay nhanh nguy hiểm lắm. Hẹn lại các bạn ở video tiếp theo nhá, mình ngồi đánh PK xíu xíu đã. Ok, goodbye and see you again. Đâu dừng quay cho được nhỉ, từ từ đây chọn con Kula đã, không lại không lại lag máy lại quỳnh chết tôi.